sóc cho mọi người nhá. Hôm nay lại đi theo hai ông anh đi lại đi cắm câu mọi người. Giờ đi cắm câu này để kiếm mồi ngày nó en nhá. Này, con mình hơn 80 cái. Đó, mình đi theo ba người đi mọi người ạ. Đây mình quay đây. Đây, hai ông anh cũng gọi là sát thủ này. Đây nhìn thấy chưa? Đó, bên kia cũng cầm câu mọi người nhá. Hai ông này không phải là đơn giản Malaysia đâu mọi người ạ. Đấy, gọi là cao thủ ấy. Hôm nay mình quyết định phải đi câu được nhiều mọi người ơi. Hôm bữa thì hai anh em đi câu được 100 con. Hôm nay không biết có được bằng đấy con nha mọi người nha. Thì fan xin chúc cho mọi người chuẩn bị năm sang năm mới làm ăn phát tài, gặp được nhiều may mắn nhất. Đó, với lại trong gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Luôn làm ăn luôn luôn thành công. Đây mọi người ơi, giờ mình lại chuyển địa điểm mọi người nha. À, chỗ này là chỗ nước của nó sâu nhất ở khu vực suối bút này nha. Đây, ông anh đặt vào tiến nhất. Đúng rồi. Đấy, vậy thôi, cứ đặt cắm mắc lưng xong là cắm vào như vậy. Đơn giản Malaysia mọi người. Rồi mình phải lên trên đó. Ở trên kia nó có cái gọi là chỗ sâu nhất là chỗ kia này. Đấy, chỗ tròn tròn đấy, khá là nhiều cá mọi người. Đây mọi người nha, anh cầm đồ kia nhất đây. Đấy là ông anh cắm dưới kia, mình lên trên này mình cắm như này nha, xem ngày mai có được không mọi người. Rồi mình sẽ quay cho các bạn chỗ này này. Đấy, có cái rễ này luôn, ngày mai mình quay cho các bạn chỗ này luôn thì các bạn xem có đúng chỗ này không nha. Quá đà, nên nó ăn. Mày cái này là dính cá, cá là to luôn mọi người ạ. Chỗ này sâu mọi người này. Cua này rất là dài luôn, không có thác đâu mày nha. Chào tất cả mọi người buổi sáng nha. Giờ thì mình lại sáng sớm hôm nay mình đi thăm câu mọi người. À, cho nên mình phải đi sớm thế này, nếu không thì nó bị xảy ra rất là nhiều ấy. Giờ mình lại chuẩn bị lên xe tiến hành đi thăm câu mọi người ha. Bây giờ mình đi trước, còn hai ông anh kia đi sau. Đây, tầm giờ này nó vừa tầm này. Đi nó thầm nó mới kịp được rồi. Giờ thì fan vừa mới tới suối mọi người ơi. À, mời các bạn cùng theo chân fan đi thăm câu ấy mọi người nhá. Đó, xem thử có được con nào không đã. Thì hôm nay thì mình đi hơi lạnh tí. Đó, giờ nó vẫn còn tối nha mọi người. Hai ông anh kia đang thăm dưới kia rồi. Không biết hai ông kia có được con nào không. Mình là chưa thăm câu một cái nào luôn đấy. Đó, mình vừa tới vừa đẹp luôn. Giờ mình mới gặp hai ông anh đang lên trên đây. Chúng con này hả? Hả? Cái này kìa. Hắn tỉnh cái thơ, hắn đi chi hắn. Phải chú ý quá hả? Qua. Nhà bôi căn. Tổng này, có em. Mọi người ơi,
à, với biển này. Đây là con đi đâu đây? Đây con cá cá bông lậu. Cái đó gọi là cá bông lậu nhưng mà mình gọi là cá lóc hả? Hả nó có bông nó vô chứ cái giò ghê vậy. Ê pi giò có ra ăn đi hè. À, chừng được mấy con. Ít mà. Ê, không hết rồi, ba. Ba có lọ mất đất nên. Giờ đầu tiên con này to lắm rồi. Con này rất là cá lạ luôn này. Nhìn quá là đẹp luôn mọi người ơi. Đây mới là cá lóc. Đó. Hồi nãy hai ông anh kia đang bỏ chỗ xe là hai chú con à? 15 à, 15 con. Ở đây là 2, 4, 6, 7 con rồi. Còn trên kia chưa biết nữa. Rồi mình lên trước để ông anh này thọc vào trong cổ lại hình lại. Rồi mọi người, mình chạy vào vô hòn đá này quay cho các bạn suối đẹp luôn này. Rồi trên kia chúng này, trên này chúng này. Wow, chỗ này chúng ba cái một lúc luôn. Hả? Ghen? Có bạn không? Wow, tiếp hen. Khó đi lắm mọi người ạ. Không đơn giản đâu. Hả? Đi ổn lên, nó lại dọn đi. À, mẹ nó mẹ thôi. Cá này là mình đem về nuôi thôi người nhá. Cá này nuôi là đẹp lắm ạ. Cá đẹp cực kỳ luôn mọi người. Cá này cá đem về nuôi là hết chê. Hai, thôi ba. Đây, cá bông ơi. Đây mọi người, đây chúng này. Con gì đây? Sao mà kéo cơm thế? À, cá trắng. Thì ra là con này nó hay đứt. Hay đứt đấy lắm. Hay đứt cước nhà mình lắm này. Còn nó phá này. Cá trắng mà tầm xương mà cắn làm gì? Để cá lăng nó ăn chứ. Thôi, ta bỏ lại mày chuối nhé. Tao không ăn lắm. Đau bụng lắm. Con này xương không. Rồi. Lại là nó. Chúng mình là mình kéo rất là hiền luôn. Em, này. Lập phê lên, lập lên, lập lên. Thế liền. Con mình. Ồ. Quay à. Này. Đây mọi người ơi. Đây, hôm nay bị con bị sởi con này nha. Đấy. Đây. Đấy, hôm nay bị sởi con này là tiếc lắm nhưng mà to hơn. Giờ nó nhỏ hơn. Không có kia ha, mình đi trước nha. Để thăm chân này nữa. Phải lắm. Lại là cá bông tượng à? Lại là nó à? Cá này gia đình mình hoan à? Được rồi. Ừ, nhận đây. Chỗ này nó dính cá gì mà nó quậy kích khủng mọi người. Cần đóng đất luôn mà. Tao phải hẹn lắm không? No. Tao phải hút lắm. Dồi ôi. Để xem kìa. Nó quậy hơn đi từ lòng luôn vậy. Này. Này mọi người.
mình phải ép nó ra dưới kia nhá. Wow, cá trắng to mọi người. Còn cái này là chúng con dê mọi người ơi. Chúng mọi người ơi. Chúng mọi người. Đừng gọi nhựa là. Đây. Con cá ngon mọi người ơi. Cái con cá lăng đấy cho nên mình nếu mình đi một ấy nó bị sợi bị đứt luôn này, nhìn này. Thế nó xoăn hết luôn. Ơn mẹ cho nó luôn. Nó đã to lắm. Đây, các bạn ơi. Đây. Ba anh em nha mọi người nhá. Hôm nay ba anh em đi câu được cũng là 100 con mọi người. Đó, ngày Noel là kiếm như vậy là ngon rồi đây. Ba người. Đây có mình nha. Mình quay cho các bạn xem này. Thấy không? Hello nha, chào các bạn nha. Cá nhiều này. Yeah. Rồi anh em lại tiến hành đi về thôi. Đây mình đi hai chiếc xe. Một chiếc xe siêu xe màu trắng, một chiếc xe siêu xe màu đỏ mọi người. Anh em lại chuẩn bị về thôi mọi người ạ. Hồi nãy đem cái sọt đi là đỡ nặng hơn. Nặng không? Nặng chứ, cái này cả hơn chục ký, nó phải ít đâu. Bên kia là cho 7 ký đi, 5 ký đi. Giờ sáng sớm mà như thế này là mọi người ơi. Đấy. Về còn đi đổ mù nữa mọi người. Giờ hơn 6 giờ rồi. Anh em về tới nhà mọi người ơi. Cái này bán hết thôi, không ăn giờ không có tiền. Nhưng bị chơi nuôi em. Giờ bán bức với con nha. Là cần lên đây. Cần bán hết đi.